Tử vi thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 10 tháng 1 năm 2024 âm lịch ngày quý sửu tháng bính dần năm giáp thìn xung ngày ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ xung tháng giáp thân nhâm thân nhâm tất nhâm thìn thứ hai này con giáp nào gặp nhiều may mắn con giáp nào gặp họa tai ương Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn. 1. Tuổi Tý ngày 19 tháng 2 năm 2020 từ người tuổi Tý được cát tinh chính ấn che chở công việc trong ngày tiến triển tốt đẹp nhờ những sáng kiến bất ngờ của bạn. Đầu óc minh mẫn, thái độ làm việc nghiêm túc. Bạn ngày càng cho thấy tiềm năng vô hạn của bản thân, hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của bạn không thể không kể đến những người đồng nghiệp nhiệt tình bên cạnh. Không khí ở nơi làm việc rất quan trọng bởi nó góp phần giúp cải thiện hiệu quả công việc đáng kể. Hiểu được điều đó nên tí luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ ngũ hành tương sinh, tin vui về đường tình cảm cũng sẽ đến với người tuổi Tý. Người độc thân hãy chuẩn bị tinh thần để đón đào hoa rực rỡ, tình duyên thăng cấp nhanh chóng. Với những ai đã có người yêu hoặc gia đình, các bạn ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn nhờ việc luôn chia sẻ với nhau hàng ngày. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cắt tường, xanh dương, đen quý nhân phù trợ. Thìn, thân, Sửu Hai, tuổi sửu ngày 19 tháng 2 năm 2024 tuổi sửu được chính tài độ mệnh báo hiệu phương diện tài lộc vô cùng vượng phát. Con giáp này tuy không mấy khi thể hiện nhưng lại có khả năng kiếm tiền cực tốt. Vừa giúp thỏa mãn tham vọng đồng thời cũng tích lũy cho tương lai. Thêm vào đó, hôm nay còn là cơ hội tốt để con giáp này có thể cải thiện các mối quan hệ công việc, đối tác từ đó sẽ giúp cho các vấn đề hợp tác và tài lộc có điểm báo tốt hơn với riêng những người kinh doanh tiền bạc cũng khá đủ đầy và có thể thúc đẩy các kế hoạch của mình tiến triển tốt hơn về mặt tình cảm ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm lứa đôi bạn nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp và xây dựng mối quan hệ của mình và người ấy chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do hai người cùng nỗ lực Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ tị, dậu tí. Ba, tuổi dần ngày 19 tháng 2 năm 2024 tỷ kiên mang tới cho tuổi dần sự quyết tâm cao độ để sớm hoàn thành công việc đúng với tiến độ đã đặt ra lịch trình công việc dù có đôi chút khó khăn nhưng bạn vẫn có được tinh thần làm việc tốt sự kiên trì có thể giúp bạn được đánh giá cao về trách nhiệm và tìm được giải pháp hợp lý tài chính trong ngày ít có sự biến động một số người có thể cảm thấy sốt ruột khi các dự án đầu tư chưa mang lại lợi nhuận như mong muốn nhưng bạn càng vội vàng thì càng khiến mọi chuyện hỏng bét làm gì cũng cần có sự kiên nhẫn bình tĩnh quan sát biến động thị trường sẽ có cách điều chỉnh phù hợp về phương diện tình cảm tin vui là mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày bạn tin tưởng vào người ấy nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định cuối cùng giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường xanh lá xanh lam quý nhân phù trợ ngọ hợi tuất 4. Tuổi Mão ngày 19 tháng 2 năm 2024 xem tử vi chính xác nhất giáp hung tinh kiếp tài án ngữ trong tử vi ngày mới của người tuổi Mão là lời cảnh báo về nguy cơ mất tiền mất của, làm ăn thua lỗ với con giáp này. Ngày này bạn nên cố gắng quản lý tiền bạc chặt chẽ, đề phòng họa tiểu nhân ập tới, có thể bị người khác hãm hại mà khiến tài chính lâm vào cảnh bấp bênh. Chẳng những vậy, trong quan hệ kinh doanh việc làm ăn của bạn hôm nay có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực cho nên nếu muốn loại trừ mối nguy ngay từ đầu thì sẽ cần biết cách lựa chọn đối tác và thận trọng trong những lời mời kiếm tiền có vẻ quá ngon ăn vận tình cảm có phần không được như ý giữa vợ chồng có thể xảy ra bất đồng và mâu thuẫn trong những dự định bàn bạc của gia đình nếu thực sự muốn có một ngày thuận hòa thì tuổi mão cũng nên cố gắng thay đổi những quan điểm cố hữu của bạn trong mối quan hệ gia đình. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường đen. Trắng quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Nam, tuổi thìn này 19 tháng 2 năm 2024 được thiên tài nâng đỡ, vận trình của người tuổi thìn sẽ có khá nhiều những thay đổi về đường tài lộc. Điểm báo cho thấy bạn có thể sẽ nhận được những nguồn thu bất ngờ. Con giáp này cũng có những cơ hội tốt để có thể đẩy nhanh tiến độ công việc, lựa chọn phương án tốt cải thiện hiệu quả thời điểm này cũng là lúc bạn cần tập trung xúc tiến các mối quan hệ đối tác bởi nó sẽ giúp bạn khai sáng đường tài lộc của mình trong cả năm nay bên cạnh đó bạn cũng đừng quên chăm sóc những mối xã giao lâu năm của mình đó cũng là những đối tác có sẵn sự tin cậy khi cần hợp tác sẽ suôn sẻ hơn thổ mộc xung khác chuyện tình cảm của thìn đứng trước nguy cơ đổ vỡ khá cao trong ngày hôm nay có nhiều chuyện không thể nào không nói trước tình cảm mới bữa trước còn nồng nàn thắm thiết. Nay lại vì chuyện này chuyện kia mà chẳng thể vãn hồi. Giờ tốt, 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ, dậu tí thân. 6 tuổi tỵ ngày 19 tháng 2 năm 2024 tư cục diện dần tỵ tương hại nhắc nhở người tuổi tỵ cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì những nhanh mồm nhanh miệng mà nói lời thiếu suy nghĩ động chạm tới người khác. Ngày này bạn có thể bị kẻ xấu hãm hại, gây thị phi, nhìn chung hôm nay không phải là một ngày may mắn với bạn. Đặc biệt bạn cũng sẽ cần phải đề phòng. Thận trọng với cách xử lý công việc và lựa chọn ai đó để hợp tác tin tưởng chuyện tiền bạc lại càng nên tính toán cẩn thận đừng vì cả nề mà bị lừa mất của cải hoặc vay mượn không đòi lại được mộc sinh hỏa bù đắp cho những chú rắn bằng những tin tức tích cực trong chuyện tình cảm gia đạo an yên vợ chồng cùng vun vén tình cảm thấu hiểu nhau cả bản mệnh và người ấy đều có ý thức chăm lo cho gia đình nên dù có mâu thuẫn bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được hóa giải một cách êm đẹp Giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cắt tường đỏ. Cam quý nhân phù trợ, Sửu dậu thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 19 tháng 2 năm 2024 ngày tam hợp cục xuất hiện, người tuổi ngọ có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp. Bản mệnh đạt được nhiều thành tích đáng nể và được cấp trên ghi nhận. Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng vì có tam hợp thúc đẩy nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Nếu con giáp này đang có ý định đứng ra làm chủ kinh doanh riêng hoặc đơn giản là bán hàng qua mạng thì lời khuyên là hãy tìm đến những người có kinh nghiệm chuyên môn để học hỏi, tham khảo thông tin. Với sự nhanh nhạy của mình, bạn có thể thành công nhưng vẫn cần có sự nỗ lực và cố gắng của riêng bản thân nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên bản mệnh sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Những người độc thân đón vận đào hoa nở rộ, báo hiệu sắp có sự chuyển mình trong mối quan hệ vốn đã trên tình bạn của các bạn. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, hồng, tìm quý nhân phù trợ tuất. Dần, mùi. 8, tuổi mùi ngày 19 tháng 2 năm 2024 với việc được tài tinh chính tài nâng đỡ, người tuổi mùi được dự báo có thu nhập ổn định. Các nguồn thu của con giáp này đến từ công việc chính hoặc tiền thưởng từ sự cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn chung ở thời điểm này, tài lộc của bạn tương đối ổn định và bạn có thể an tâm trong việc sử dụng tiền bạc của mình cho các dự định ấp ủ từ lâu công việc của những chú dê vẫn đang trên đà tiến triển tốt. Bạn có tinh thần trách nhiệm, làm gì cũng đặt cái tâm vào đó, cống hiến hết khả năng. Tất cả đều được cấp trên ghi nhận và dành cho bạn những đáng giá xứng đáng. Đường tiến thân của tuổi mùi nhờ vậy đang rất rộng mở. Tuy nhiên, ngày này mộc khắc thổ nên xuất hiện điểm báo bất hòa, cãi vã giữa các thành viên trong gia đình đôi bên không thể nói chuyện thẳng thắn được với nhau nên mâu thuẫn khó lòng giải quyết được, trở thành rào cản khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cắt tường, trắng. Vàng quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Chín. Tuổi thân ngày 19 tháng 2 năm 2020 tư dần thân tương xung tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi thân. Bạn có thể xảy ra xung đột tranh cãi với người khác. Ngày này tốt hơn hết bạn nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, ở nhà thì nên nhường nhịn, ra đường bình tĩnh, bớt tham gia vào chuyện bao đồng để tránh vướng vào rắc rối không đáng có bên cạnh đó con giáp này cũng không nên đứng ra làm trung gian vay tiền giúp người khác vì có thể gánh tiếng xấu thậm chí còn vi phạm pháp luật hung vận có thể gây ra nguy cơ mất tiền nên tốt nhất đừng vì cả nể mà dính dáng tới chuyện tiền bạc làm gì bạn nên từ chối nếu không muốn mang họa vào thân ngũ hành tương xung nên chuyện tình cảm của thân cũng chẳng được như ý muốn người độc thân dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được người trong mộng, song cũng vì con giáp này quá đào hoa. Hay tán tỉnh lung tung nên cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh ngày lắm mối tối nằm không? Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, bạc ánh kim quý nhân phù trợ thìn tí tị. 10. Tuổi dậu ngày 19 tháng 2 năm 2020 tư tử vi hàng ngày 12 con giáp chính quan giúp người tuổi dậu có một ngày khá suôn sẻ, làm gì cũng đạt kết quả như ý. Một vài dự án đòi hỏi hoàn thành sớm cũng được bạn dành sự ưu tiên, tuy bận rộn hơn nhưng bù lại sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bạn có thể được thăng chức trong thời gian tới, thu nhập tăng cao. Thậm chí nhận được những khoản thưởng nóng cũng trong ngày này tuổi dậu còn phát huy được sự khéo léo tinh tế và tài ngoại giao trong những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán con giáp này biết cách xây dựng các mối quan hệ vững chắc đồng thời lôi kéo được khách hàng về phía mình mà không gây ra phản cảm về tình cảm bạn đang có một vấn đề nào đó khúc mắc với đối phương nhưng mãi chưa tìm được câu trả lời vậy thì hãy thẳng thắn trò chuyện với người ấy chỉ bằng cách giao tiếp thì đôi bên mới hiểu thêm về nhau và tìm ra cách giải quyết những khúc mắc hiện tại. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cắt tường, trắng, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11 Tuổi tuất ngày 19 tháng 2 năm 2024 tam hợp cục nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi tuất nhờ vậy bạn có thể thoải mái theo đuổi tham vọng của mình mà không lo bị cản trở. Nhìn chung mọi việc diễn ra khá thuận lợi và bạn cũng luôn có người sẵn lòng giúp đỡ, mang đến những vận may, cơ hội để bạn nắm bắt. Tuy nhiên con giáp này hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa nếu như bạn quyết đoán hơn thường xuyên làm mới bản thân và chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn bạn vẫn đang làm tốt nhưng thiếu sự đột phá tiềm năng của bạn vẫn còn rất nhiều và chưa khai phá hết hãy tự đặt ra giới hạn mới cho mình hôm nay chuyện tình cảm của tất có thể sẽ gặp những bất đồng quan điểm cả hai đều muốn bảo vệ ý nghĩ của mình đôi khi tỏ thái độ khá gay gắt với đối phương ngày này lối ứng xử khôn khéo của cả hai bên giúp cho các bạn sớm có được sự thông cảm và thương yêu nhau hơn. giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cắt tường nâu cà phê quý nhân phù trợ ngọ mão dần. 12 tuổi hợi ngày 19 tháng 2 năm 2020 tư người tuổi hợi đón vận trình công việc tốt nhờ quý nhân lục hợp thái tuế mang lại chính vì thế bạn hoàn toàn có thể tin vào các kế hoạch công việc sắp tới bạn có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ công việc và yên tâm là sẽ nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp đấy tài chính cũng không có vấn đề nào phải lo lắng nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ của hợi vẫn đang rất đều đặn lấp đầy túi tiền của con giáp này dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền đúng với khả năng vận trình tình duyên sắc thắm nhờ thủy mộc tương sinh. Một số cặp đôi dễ nhận ra được mối quan hệ đã đủ chín và có thể thúc đẩy tiến xa hơn. Thêm vào đó, người độc thân cũng đón những mối cơ duyên bất ngờ, cảm xúc mới nảy nở nhưng có tiến triển rất nhanh. Giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cắt tường, trắng, đen quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần.